Nếu như hôm nay liều thuốc giải của ta được chế tạo ra thành công, thì ta sẽ phân toán lại virus này ra cộng đồng. Và lúc đấy thì người dân đã bị nhiễm một số nhất định nào đấy, thì ta sẽ đường đường chính chính công bố lại thuốc giải này ra. Và khi đấy ta sẽ thu được một lợi nhuận rất là lớn, và người dân sẽ tôn thùng ta. Còn giờ thì ngoan nào. Tôi đang là cảnh của loạn người dân, không hiểu mình nghe ra gì. Mọi người đã trở nên mất kiểm soát và cắn xé lẫn nhau. Dũng ơi! Dũng ơi! Dũng! Dũng ơi! Dũng ơi! Cuối cùng mình được chơi game ngược vai rồi. Đã quá Messi ơi. Yes. May quá mọi người không sao. Giờ thì bìa hết tất cả các lỗ hổng lại đi. Không bọn nó vào là mệt đấy. Còn cái sắt này á, đá ra ngoài kia đây. Ghê quá. Mọi người ơi, là xem thế nào nào.
lại xem có thuốc không? Nhanh lên! Thì giờ là không có thuốc rồi. Thế bây giờ chị ở đây trông nó đi nhá. Sẵn tiện em đi ra ngoài lấy đồ ăn luôn. Chứ một đấy đồ ăn sẽ không đủ đâu. Vào đây nhá. Không rõ nữa. Kệ đi, cứ chạy qua nó đi. Không được, lắm mấy người thì sao? Cũng có thể đấy. Ngồi trên đây nhá. Để okay. Xuống xem sao. Cuối cùng cũng thoát rồi. Chị Thư ơi! Đi đâu thế rồi? Chị Thư ơi! Đồng ơi! Chị Thư ơi!